bảo một mình đâu. Bố tối mày nay bố mày không đi, bố làm con mày ăn cướp tất cả đất phải không? Nào. Tối nay tao lên nhà mày chơi. Địt mẹ nhà mày chứ Tiến ơi. Có dám đánh tao không? Có dám đập mọi người không? Tiến ơi. Mày lên nộp bố mày gái mày lên, tao cho mày 100 triệu luôn. Tao cho mày cục về luôn 110 triệu. Đây mày lên đây. Địt mẹ mày, mày bước chân lên nhà tao đi. Có lên lên điện đi. Địt mẹ. Bố mày không ăn. Nếu mà tao đi ra chỉ đến cổng thôi chứ không mời vào nhà cổng, thì con mẹ nhà mày này tao nói mày biết đấy, ở Vinhomes Ocean Park nó không có cổng ạ. Nhà thì mẹ với ba mà tiền không có một cái tường quê nào cả, ok chưa, không có một đồng cái tường nào quê cả nên là không có cổng. Mày đến đây ba nhà tao ba mà tiền để đón mày. Chỗ nào Google Map gõ xỉn quán thật mạnh Vinhomes Ocean Park, ok chưa. Mẹ thằng lợn này. Bà mấy thằng em mà em cầm mồm lại. Địt mẹ mày khi nào cho nói được nói. Chứ không phải là địt mẹ mà anh nói mà em tỏ mồm vào. Mày thấy các em đâu? Nói là tỏ mồm đâu. Bà nó cầm mồm lại. Chứ không? Trực tiếp nhà nó luôn. Ủa khét đấy. Lại bố mày nói một câu nhá. Lại tí bố. Lại mày nói một câu là mày bỏ thịt người nhá. Bố mày không lên nhá. Bố muốn vùi cho mày luôn. Mày đám thịt không? Một mình lên bố đi. Mày lên được. Lên đi. Hả? Sở Tiến lên đi. Tôi nói với ông này. Bố mày lên. Ông ơi. Tôi nói với ông Quân này. Nhưng mà lên mày có nắm được một người không? Đi xen vào đúng không? Ông đi xen vào là ông. Tiến nó là bạn tao. Nhớ chưa? Mày đem vào của tôi thì ok. Thế còn đây là chỗ Tiến. Còn mày còn chơi ok lại tao nói mày nha, tao không bao giờ tao thích lên mạng, nhớ chưa? Để ấy, nhưng mày nhá, động bạn tao, nhớ chưa? Thế thì nó đúng thôi, nhớ chưa? Còn mày thích nhá, mày nói một câu đi, tí tao trở Tiến lên, tao bú bùi cho cái xã hội này. Mày bảo Tiến đi, mày bảo Tiến đi. Ôi mày ơi, này. Cái đi xuống mẹ mày, con lợn. Hải Phòng có đoàn kết lắm, bây giờ, tao không đi bạn tao được thì cũng tao lại thành tòe, bây giờ. Địt mẹ bản lĩnh mày phải đưa anh nọ anh kia lên. Mày à, mày không hiểu là Hải Phòng là anh em mặt đi à, đoàn kết à? Làm sao? Hả? Ờ. Thế mày tìm tí nữa tao bạn tao lên. Tìm bố mày vẫn đón mà. Bạn ơi. Ơi. Lên luôn. Có nhiều cái con đó. Ok. Lên luôn. Lên em. Không mõm làm cái gì. Lên đi. Mày à, mày tao không lên, tao bú bùi cho xã hội này. Này, bố mày mà không đưa anh bố mới lên đấy, địt mẹ mày bú bùi mày đấy mày ạ. À. Đi anh ơi. Đi. Lên. Mày dở rồi Mạnh ơi. Dở. Ok.
mà lúc nào cũng ở đây, ở nguyên đây. Ok chưa? Đây là... Alo. Bố mày sợ vãi lùn luôn đấy. Hiểu chưa?